Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 1 tháng 11, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam và nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, trong cuộc chiến Việt Nam, ngoài những ký giả Việt Nam, còn có các ký giả ngoại quốc khác. Các ký giả ngoại quốc đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cả từ các quốc gia Á Châu như Đài Loan, Nhật, Hồng Kông, Phi Luật Tân, Singapore và các quốc gia Âu Châu như là Anh, Đức, Mỹ và Pháp. Tuy vậy, những ký giả có những ảnh hưởng lớn nhất vẫn đến từ hai quốc gia có quan hệ gần gũi nhất với lịch sử Việt Nam, đó là Mỹ và Pháp. Những ký giả thượng đẳng của Pháp như là Bernard P. Foss, François Sully và những ký giả thượng đẳng của Mỹ như David Halberstam, Peter Arnett, Neil Shin đã để lại những hình ảnh đáng nhớ về cuộc chiến Việt Nam cho các độc giả Tây Phương. Họ không chỉ có cái nhìn khác biệt với các ký giả nhà báo Việt Nam, mà cái nhìn của chính các ký giả Pháp và các ký giả Mỹ cũng khác nhau. Phải chăng những cái nhìn đó phát xuất từ hai nền văn hóa khác biệt, với Pháp đại diện cho cái nhìn của nền văn hóa cổ và Mỹ đại diện cho cái nhìn của nền văn hóa mới? Phải chăng hai cái nhìn đối kháng của hai giới ký giả còn do các những ẩn ức sâu hơn trong quan hệ của hai quốc gia Pháp và Mỹ đối với Việt Nam? Trong cương vị của một ký giả chiến trường khi cuộc chiến Việt Nam đang ngày càng khốc liệt, ký giả Vũ Thanh Thủy đã làm việc và hợp tác thế nào với các ký giả ngoại quốc? Đã có cảm nhận thế nào về những suy nghĩ của các ký giả ngoại quốc, đặc biệt là tiếp xúc với những ký giả Pháp và Mỹ? Minh Thúy mời quý vị theo dõi phần 3 chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với Vũ Thanh Thủy do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Chị có nhìn thấy sự khác biệt gì những người ký giả Pháp với người ký giả Mỹ không? Khi mà trong những cuộc nói chuyện như vậy. Khác nhiều lắm chứ anh. Cái nhìn của người người nào họ cũng có cái chủ quan của họ. Họ đến với cái kiến thức mà họ đã biết được từ quốc gia họ. Thí dụ người Pháp họ đến đây, họ biết được với cái kiến thức của những người mà thực dân quen coi đất nước này là thuộc địa. Cho nên với cái mớ lịch sử mà họ được nhồi nắn trong với cái tinh thần cai trị như vậy đó, cho nên cái nhìn nó khác, họ thông thạo hơn về lịch sử Việt Nam, nhưng mà cũng rất là chủ quan. Chứ còn, và họ cứ theo cái đường hướng đó, do đó tôi mới thấy cái, qua đó tôi mới nhận ra cái ngành truyền thông nó vô cùng quan trọng. Tại vì những cái sự sai sót sẽ bị lặp đi lặp lại. Cái người mà đi sau, trước khi làm một cái bản tin gì, lại đi tìm những cái tài liệu cũ để mình tìm hiểu, hiểu biết. Và qua đó lại bị những cái sai lạc đó nó ảnh hưởng. Đối với nhà báo Mỹ cũng thế. Mỹ thì còn trận mới mẻ đến với đất nước Việt Nam. Rồi họ tham dự một cái cuộc chiến Việt Nam đem những nhà báo rất là tài giỏi đến với Việt Nam. Chứ còn nếu trước khi mà có chiến tranh, trước khi người Mỹ tham gia vào chiến tranh Việt Nam thì chắc là người Mỹ cũng không có quan tâm gì đến đất nước Việt Nam mình đâu. Người Pháp quan tâm rất là nhiều, quan tâm từ xưa. Thí dụ như là François Sully. François Sully là một cái người ký giả Pháp đã từng tường thuật từ trận chiến Điện Biên Phủ. Sau này thì ông làm cho báo Mỹ, tại vì Mỹ trả tiền nhiều hơn, thành ra ông làm cho ông làm trưởng văn phòng của Reuters, ông làm trưởng văn phòng của, có thể dám làm trưởng văn phòng của Newsweek ở Việt Nam. Nhưng mà và với cái kiến thức về lịch sử văn hóa Việt Nam, ông trở thành một cái nguồn mà thông thạo tin tức giúp ích rất nhiều cho làng báo Mỹ. Và qua, mà cái điều may mắn cho báo chí Việt Nam, tôi được dịp quen ông và tôi rất ngưỡng mộ cái tinh thần mà khách quan, tự do của ông, và ông quan tâm tới người dân Việt Nam. Ông không có đến đây làm tin theo cái tính cách mà ông chọn cái đất nước này, ông yêu mến đất nước này, ông ở lại đây hàng cả mấy chục năm. Không phải ông chỉ nói ông rất máy bay với ông Đỗ Cao Chí đúng không? Ông rất máy bay, vâng. Ông ấy rất, ông ngồi vào cái ghế mà đáng lẽ tôi đã ngồi cái ngày hôm đó. Vâng, mà phút chót thì tôi mắc một cái công tác khác, tôi từ chối không đi. Thường thường trên cái máy bay mà chỉ huy hành quân đó thì chỉ có một hay hai người báo chí thôi.
Có lẽ hai người mà ký giả Pháp mà lỗi lạc nhất là, thứ nhất là ông Soli chị mới nói, và thứ hai là ông Bernard Beaufort. Chị có tiếp xúc với ông Bernard Beaufort lần nào không? Dạ không ạ, tôi không được cơ hội biết. Vâng. À, nhưng mà chị nghe chứ hả? Vâng. Cũng là làm cho Mỹ rồi, cũng Pháp rồi, theo cái chiều hướng đó. Cái quan điểm của ông Soli về Việt Nam mình như thế nào? Phan Soli thì ông ấy quan tâm tới người dân, tới xã hội Việt Nam. Phải nói ông ấy giống như một nhà xã hội học. Bằng cái là ông ấy đi thu lượm trẻ con bụi đời về nhà ông nuôi tụi nó. Và khi mà ông ấy mất mới biết là cái chúc thư ông để lại đó là tất cả chỉ để nuôi cho cái đám trẻ bụi đời này. Thành ra với một người với cái tinh thần như vậy, thì ra họ nhìn đất nước Việt Nam theo cái hoàn cảnh xã hội. Và một phần nào đó ông cũng không hẳn là không phải đi ngược lại với lại cái quan niệm của người Pháp coi mình như sứ thuộc địa, mà ông làm như ông còn cảm thương một hình thức nào đó bù đắp lại cho đất nước người dân Việt Nam. Vâng. Cho nên tôi gặp ông có một hai lần thôi, nhưng mà tôi rất là quý. Ông là cũng là ký giả lão thành. Sở dĩ tôi hỏi chị về Bernard Beaufort, tại vì có người viết về Bernard Beaufort thì lại viết ngược lại đấy. Tôi viết là Bernard Beaufort viết về Pháp rất là nhiều nhưng mà không để ý về Việt Nam mình, và tôi, mà con mắt rất là tôi lại không nhận. Được biết. Có lẽ vì vậy là tôi không có được cơ hội tiếp xúc. Dạ. Tôi thường thường khi mà tôi gặp gỡ các đám ký giả ở trong cái buổi mà họp mỗi tối thứ ba ở nhà chị bạn tôi là chị Mary Journalist đó, thì là thường thường đó nói chuyện với ai mình thấy hợp, thành ra thì mình kết thân. Đó thì tôi vì vậy. Còn những ký giả Pháp mà nói chuyện với nhau khi mà họ nói chuyện với người ký giả Mỹ thì cái sự suy nghĩ của họ về những người ký giả Mỹ đồng nghiệp như thế nào? Họ tranh luận với nhau rất là nhiều. Họ khác biệt nhau. Người Pháp thì anh cũng biết hay coi thường người Mỹ, coi thường văn hóa Mỹ, coi thường cái sự mà trẻ trung thiếu kinh nghiệm của người Mỹ, nhất là kinh nghiệm đối với đất nước Việt Nam. Tại Pháp đã hộ Việt Nam cả trăm năm, thành ra họ nghĩ rằng họ biết Việt Nam hơn, trong khi người Mỹ thì lại đến với một cái tinh thần mới, một cái làn gió mới, thành ra đem lại được nhiều cái thay đổi, và vì vậy họ có một cái tương đối phần nào đó khách quan hơn trong cái thời điểm đầu đó, khách quan hơn về đất nước Việt Nam hơn là đối với người Pháp. Đó, và họ quan tâm tới cả hai, quên cả người dân lẫn với lại chính phủ. Nhưng mà đến khi mà cuộc chiến trầm trọng rồi đó, và khi họ đưa quân đội Mỹ vào rồi, thì khi đó họ chỉ còn chú tâm tới quân đội Mỹ. Và rồi sau quân đội Mỹ thì cái hấp dẫn họ là những người cán binh bộ đội miền Bắc. Họ thấy đó là cái điều hấp dẫn. Người Mỹ thì là cái người trẻ thích tìm tòi khám phá, thích những cái gì mới lạ, mới mẻ, không thích những cái gì có sẵn. Cũng giống như là cái điều này tôi cũng thấy đối với chính quyền Việt Nam hay là các giới chức, đặc biệt là các tướng lãnh Việt Nam cũng vậy. Họ rất quý trọng ký giả ngoại quốc, mà phần nào đó họ không có trọng ký giả Việt Nam. Tại vì ký giả Việt Nam thì đều là làm việc cho cơ quan, đa số là làm việc cho cơ quan nhà nước, thì là dưới quyền họ rồi. Thành ra họ không thấy cần phải nghe cái tiếng nói của cái già Việt Nam, mà họ quên rằng cái giới trẻ lớn lên có những cái nhìn đột phá mới, có những cái khám phá mới, có những cái hiểu biết mới. Cho nên họ thường thường họ chú ý đến cái già ngoại quốc nhiều hơn. Còn cái quan hệ của chị với đối với lại những người ký giả Việt Nam thì sao? Những ký giả Việt Nam suy nghĩ như thế nào? Thời gian đầu là tôi không có, hầu như là tôi làm báo tôi chỉ đi tường thuật tin về, chứ tôi không có tiếp xúc cá nhân với không lại. Có người bạn nào, không có tiếp xúc cá nhân với ai. Tôi có một người bạn gái, khi mà gặp gỡ chung á, xong rồi làm việc với nhau thì rồi có một lần cái tôi mới viết bài, thì ở Việt Nam đó mỗi một ký giả hầu như không có tờ báo, trừ những tờ báo lớn như Chính Luật thì mới có thể mượn hẳn một người full time. Còn những cái tờ báo khác thường thường cứ mượn ký giả, và cái người ký giả đó nó có thể khi mà đánh máy, hồi xưa thì không có computer, đánh máy thôi, thì mình có thể để 5 tờ carbon vào và mình làm ra 5 bản tin, mình đưa cho 5 tờ báo khác nhau và mình lãnh 5 lần cái số lương đó. Cho nên mỗi một người ký giả là một cái người tự do. Có nhiều người ký giả thí dụ như nổi tiếng thời gian đó như anh Phạm Trần chẳng hạn, anh ấy dư sức có thể làm riêng cho một tờ báo, và anh nhưng mà anh ấy chọn làm độc lập, tại vì về vấn đề sinh kế đó là một cái nguồn lợi nhuận lớn hơn là làm riêng cho một tờ báo nào đó. Nhưng mà những người trẻ thì khác, thì không đặt nặng cái, không có nặng gánh gia đình trong cái thời điểm đó, thành ra không có đặt nặng cái vấn đề sinh kế. Hồi nãy anh hỏi về cái chuyện mà cái nhìn của báo chí khác biệt giữa báo chí Pháp với vậy báo chí Mỹ đó, thì tôi mới thấy rằng cái đối với người Mỹ, người ta thích những cái gì đổi mới. Và rồi vì Mỹ qua đây sau này
rồi lại đem quân đội qua, lại quân đội lại chiến đấu với lại bộ đội miền Bắc thôi. Thành ra họ chỉ quan tâm tới đối tượng quân đội Mỹ và miền Bắc. Họ hoàn toàn bỏ lơ quân đội miền Nam. Trong khi tôi đi theo quân đội miền Nam thì tôi thấy trở cái tinh thần của họ, nghĩa là không có tưởng tượng được. Khi mà tôi còn ở nhà, trong cái mái ấm gia đình, tôi không có tưởng tượng được cái người chiến binh Việt Nam khổ vất vả, khổ sở như thế nào, và cũng can đảm anh hùng như thế nào. Cái điều này luôn luôn làm tôi cảm động. Bởi vì trước đó thật sự ra lúc mà còn lớn lên đó, tôi không thích lính tráng. Đi ngang qua con gái mà đi ngang qua những cái chuyến xe cam nhung chở lính thì bị họ huýt gió, bị họ trêu chọc một cách thô lỗ. Thành ra tôi rất là ghét. Bởi tôi luôn luôn nói về nhà không bao giờ lấy chồng quân đội. Vậy quân đội thì có vẻ như là rớt quá, nghĩa là dữ tợn quá. Nhưng mà khi ra ngoài mặt trận ra thì tôi thấy, wow, cũng những cái con người đó, những người lính tráng thì nhiều khi không có học hành nhiều, mà gia đình lại rất là khổ sở. Thế mà họ can đảm và họ chiến đấu và họ hy sinh. Một cái điều mà mình không ngờ. Thành ra chính cái điều đó, tôi nghĩ chính những người đó truyền cho tôi cái lòng yêu nước. Thế nào là lòng yêu nước? Khi mình dám chết sống cho đất nước mình hay cho lý tưởng của mình. Mời quý vị đón xem phần 4 chương trình 50 Years After the Fall of South Vietnam với ký giả Vũ Thanh Thủy, sẽ được phát hình vào tối thứ 6 ngày 8 tháng 11, 2024.